Xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, chúng mình cùng chơi với con bò sữa các bạn nhé. Con bò sữa này. Con bò sữa này. Chúng mình sẽ chơi với con trâu. Chơi với con bọ cánh cứng. Con bọ cánh cứng này nhìn màu rất là sặc sỡ đúng không ạ? Chúng mình cũng chơi với con vịt này. Con hổ trắng, con hổ. Con ngựa. Video của mình đến đây là hết rồi. Các bạn hãy xem video và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Mình xin cảm ơn và xin chào tất cả các bạn.